Thưa quý vị, quân chủng Hải quân trước hết hiện đại về con người với phương châm người trước súng sau, hiện đại về phương thức, cách thức tác chiến, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc phát triển ở trình độ cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao trên các môi trường khác nhau là chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quân chủng Hải quân trong buổi thăm và làm việc sáng nay tại thành phố Hải Phòng. Cùng đi với Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến thăm và làm việc tại quân chủng Hải quân, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra lực lượng sẵn sàng chiến đấu qua hệ thống Vinasat tại đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam, tàu trực trên vùng biển Tây Nam. Chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân chủng Hải quân. Chủ tịch nước ghi nhận, thời gian qua, quân chủng đã xử lý các tình huống đúng phương châm, đối sách, không để bị động bất ngờ, giữ vững chủ quyền biển đảo, hoạt động kinh tế biển, môi trường hòa bình trên biển. Hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, làm tốt công tác huấn luyện tiếp nhận, khai thác, sử dụng và làm chủ trang bị kỹ thuật mới, làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển, đảo xa, phối hợp tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển và thu hút nguồn lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đứng trước thuận lợi cơ bản, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước nhận định. Tranh chấp ở Biển Đông là yếu tố lớn nhất có thể dẫn đến những tình huống bất ngờ trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với quân chủng hải quân là rất lớn, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vừa tinh nhạy, kịp thời phát hiện, tham mưu trực tiếp giải quyết từ sớm từ xa những yếu tố có thể dẫn đến phức tạp. Trách nhiệm duy trì môi trường hòa bình trong phát triển đất nước và góp phần duy trì hòa bình ổn định, tuyến giao thương thương mại quan trọng bậc nhất thế giới đã đặt ra đối với lực lượng hải quân là rất thường trực, rất trực tiếp. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quân chủng hải quân trước hết hiện đại về con người với phương châm người trước, súng sau, hiện đại về phương thức, cách thức tác chiến. Các đồng chí cũng muốn là đề xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm trang thiết bị, thì cái này cũng rất quan trọng. Trong một cái điều kiện đất nước chúng ta còn nghèo, còn có nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ phải làm, nhưng một cái trang bị cho quân đội, trang bị cho lực lượng hải quân là vô cùng quan trọng. Đây là thế và lực của đất nước, đây là thế trong chiến lược quốc phòng. Chủ tịch nước cũng yêu cầu quân chủng hải quân tập trung kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ chủ quyền với phát triển kinh tế xã hội vùng biển đảo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm. Thưa quý vị, nhân dịp Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Bulgaria, Serbia đã gửi thư và điện chúc mừng. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Các ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí ban hành nghị quyết này nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh hiện đại, là thành phố cảng biển, đô thị quốc tế, phát triển không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà thúc đẩy lan tỏa phát triển khu vực miền Trung Tây Nguyên. Góp ý về mô hình chính quyền đô thị, nhiều đại biểu đánh giá, dự thảo nghị quyết cho thấy nhiều lĩnh vực trong hoạt động quản lý của thành phố Đà Nẵng đã được phân quyền, phân cấp mạnh. Tuy nhiên, cần đẩy mạnh hơn nữa để phát huy vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của thành phố trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chế độ công vụ. Đáng chú ý, một số ý kiến đại biểu đề xuất thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Đà Nẵng bằng lá phiếu của dân. Thưa Quốc hội, lần trước thì tôi cũng có mạnh dạn đưa ra một cái đề xuất là nên chăng thành phố chúng ta bầu chủ tịch trực tiếp bằng lá phiếu của nhân dân. Đưa ra thì có người ủng hộ, có người không. Nhưng mà đó là tiến thêm một bước đi dân chủ. Tôi thấy rất cần thiết. Một vấn đề cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các ý kiến nhất trí với đề xuất này và đề nghị cần bổ sung thêm một số cơ chế để thành phố Đà Nẵng có thể triển khai thành công mô hình, và khi Đà Nẵng triển khai thành công sẽ nhân rộng.
Nẵng đi đầu và thực hiện cơ chế thí điểm này thì tôi rất là hoan nghênh. Tôi chỉ đề nghị thêm một số cơ chế để làm sao cho Đà Nẵng triển khai thành công cái này. Bởi vì khi Đà Nẵng triển khai thành công thì chúng ta sẽ nhân rộng, và tôi cũng mong rằng nhân rộng ngay chứ không phải chờ đợi. Giải trình làm rõ ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, khu thương mại tự do là một điều mới đối với Việt Nam, nhưng đối với quốc tế thì đã làm hàng chục năm. Mới đối với Việt Nam, nhưng đối với quốc tế thì không có gì là mới cả. Họ đã thành lập nhiều rồi, lâu rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ cũng không chờ đợi, bởi vì bây giờ là một cái cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư. Thế nước nào mà tạo được môi trường đầu tư tốt thì cái dòng đầu tư đấy nó sẽ về. Thế không thì họ đi nước khác. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, hiện nay, ngoài các chính sách ưu đãi về thuế hay đất đai, lao động, nguồn lực, thì chính sách mà ban soạn thảo chú trọng đó là thủ tục hành chính. Lần này Đà Nẵng có đề xuất và chúng tôi rất ủng hộ là chúng ta phải thí điểm đưa cơ chế chính sách đột phá, thật đột phá vào đây. Đó là thủ tục hành chính, đó là một cửa tại chỗ và phân cấp triệt để, mạnh dạn triệt để đi. Chứ không nửa vời, không là cái này thì vẫn đưa về bộ này, cái này vẫn đưa về bộ kia. Và như vậy thì nó sẽ tạo được cái môi trường rất là tốt để thu. Việc thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Đà Nẵng đã được thực hiện từ khi Quốc hội khóa 14 ban hành nghị quyết số 119 năm 2019. Dự thảo nghị quyết lần này được xây dựng dựa trên các cơ chế chính sách đang thực hiện có hiệu quả, bỏ đi các nội dung chính sách không còn phù hợp thực tiễn và bổ sung thêm các chính sách mới. Nếu được thông qua, đây được xem là cơ sở pháp lý hữu hiệu, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt, giúp Đà Nẵng phát triển hơn nữa. Thưa quý vị, chiều nay, Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 7 với việc nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Ủy ban Tư pháp, cơ quan thẩm tra dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, đánh giá cao tờ trình của Chính phủ cũng như chất lượng hồ sơ. Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với quy định nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng chống mua bán người, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thể hiện sự quan tâm của nhà nước ta tại những địa bàn này. Về tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo, Ủy ban Tư pháp đề nghị cân nhắc bổ sung quy định đồn biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo bên cạnh Ủy ban Nhân dân cấp xã và cơ quan tổ chức nơi gần nhất. Bên cạnh việc trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cũng như hỗ trợ y tế, Ủy ban Tư pháp đề nghị bổ sung quy định chính sách tín dụng riêng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với nạn nhân bị mua bán trở về. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường khẳng định, trong những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngày càng cao, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường mong Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sẽ tiếp tục cùng với tập thể ban chủ nhiệm giữ vững và phát huy bề dày truyền thống của Tổng cục Chính trị, lãnh đạo chỉ đạo điều hành Tổng cục Chính trị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhận bàn giao chức trách nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, đó là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề đối với cá nhân đồng chí. Trên cương vị mới, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng tập thể ban chủ nhiệm kế thừa những thành quả mà Đại tướng Lương Cường và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công xây dựng, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, giữ vững mối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chỉ đạo cơ quan Tổng cục Chính trị phát triển toàn diện, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của quân đội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương giao phó. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan, các hiệp hội tổ chức trong và ngoài nước về năng lượng,
để tiếp tục thảo luận về các nội dung tại dự thảo nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Bộ Công Thương dự thảo nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn gồm hai nhóm đối tượng. Nhóm mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, không giới hạn công suất với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo. Với nhóm mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, dự thảo nghị định quy định nhóm khách hàng sử dụng lớn áp dụng theo chính sách này phải sử dụng điện từ 500.000 kWh một tháng trở lên. Dự thảo nghị định hiện còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến vai trò của EVN khi đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn mua qua lưới điện quốc gia. Các chuyên gia cũng nhận định, để bảo đảm đúng bản chất mua bán trực tiếp, cũng như giảm thiểu thủ tục phức tạp, khó khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, thì EVN chỉ nên là đơn vị thu phí dịch vụ hệ thống truyền tải khi đơn vị phát điện hòa lưới điện quốc gia và bán cho khách hàng, còn không giữ quan hệ mua bán với hai bên. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các chuyên gia, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu về đề xuất trên để tìm được phương án tối ưu nhất. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị EVN phải tập trung cải tiến công nghệ, bảo đảm an toàn lưới, hệ thống đường truyền điện để sẵn sàng khi nghị định được ban hành. Tiếp theo chương trình, thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng vì đề toán vào lớp 10 năm 2024. Bắt tạm giam nguyên bí thư xã ở Thanh Hóa liên quan tới giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, hôm nay hơn 98.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có sự phân loại rất lớn, đặc biệt là môn toán. Nhiều em cảm thấy lo lắng vì sẽ không đạt được số điểm mong muốn. Em cảm thấy môn em tự tin nhất là môn tiếng Anh. Còn môn văn thì em nghĩ là em sẽ có thể trên 7. Còn môn toán thì em không biết. Em thấy là đề năm nay nó khó hơn năm ngoái. Hay là em cũng hơi lo. Em dự đoán là môn văn với môn Anh thì sẽ trên 8. Nhưng mà môn toán thì năm nay đề khó hơn năm ngoái rất nhiều. Nên là 6 hoặc 7 thôi. Với con số điểm như vậy thì chỉ có tầm được 60-70% đậu phú nhuận. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, qua 2 ngày thi tuyển sinh lớp 10 công lập, tỷ lệ dự thi ở các môn thi đạt trên 99%. Một số trường hợp thí sinh đem điện thoại, tài liệu vào phòng thi đều đã bị lập biên bản và xử lý theo quy chế. Riêng thí sinh bị gãy cột sống phải nhập viện vào sáng ngày 7 tháng 6, Sở sẽ xem xét đặt cách cho thí sinh này. Dự kiến ngày 20 tháng 6, Sở sẽ công bố kết quả thi. Ngày 10 tháng 7 sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025. Sáng nay, hơn 100.000 học sinh tại Hà Nội đã có mặt tại 201 điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6. Đây là kỳ thi được đánh giá là có sự cạnh tranh khốc liệt khi chỉ có khoảng 60% thí sinh sẽ trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội có 10 thí sinh được hỗ trợ đặc biệt vì lý do sức khỏe, trong đó có 8 em bị gãy tay, không thể tự làm bài thi, 2 trường hợp thí sinh cần tiêm insulin bằng chế độ đặc biệt. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể với điểm trưởng các điểm thi để thống nhất biện pháp hỗ trợ thí sinh trên nguyên tắc đảm bảo an toàn. Hà Nội năm nay có 117.361 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay xấp xỉ là 81.000 em. Những con số được công bố về tỷ lệ chọi ở các trường khiến thí sinh và phụ huynh vô cùng lo lắng. Ngoài việc chăm chỉ ôn luyện, thí sinh cũng mong có một chút may mắn. Bởi vậy, ngay sau khi làm thủ tục dự thi, nhiều sĩ tử đã đi tìm sự an tâm và bớt chút căng thẳng ở một vài địa điểm tâm linh. Mong các cụ phù hộ chị để có được sự may mắn và thành công trong kỳ thi cơ bản. Để chọi lớn như vậy thì em cũng khá áp lực vào kỳ thi ba. Đấy là một sự cố gắng của em trong suốt 4 năm học cấp 2 vừa rồi. Văn miếu Quốc Tử Giám những ngày này xuất hiện nhiều hơn những bộ đồng phục học sinh, những khuôn mặt lo lắng, đầy vẻ thành tâm. Có thể đây cũng là một cách để củng cố thêm lòng tin và bớt đi chút căng thẳng sau thời gian dài miệt mài ôn tập. Em đến đây với mong muốn là em có thể cố gắng quyết tâm thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai ạ. Và có mong
muốn rằng là sẽ thi đỗ vào trường đấy ạ. Em cũng rất là cố gắng chăm chỉ học hành, kiên trì học tập. Là cũng mong muốn đến đây để cầu cho con một chút may mắn. Đương nhiên nỗ lực của con vẫn là quan trọng nhất, nhưng mà cũng cần có sự động viên về tinh thần. Đây cũng là những hình ảnh đẹp, những trải nghiệm vô cùng quý giá và ý nghĩa trên hành trình học hành và trưởng thành của mỗi em học sinh. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trịnh Ngọc Gấm, sinh năm 1960, nguyên bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, năm 2019, xã Vĩnh An thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam. Ông Trịnh Ngọc Gấm, lúc đó là bí thư đảng ủy xã, đã chỉ đạo ông Hà Tiến Dũng, lúc đó là chủ tịch ủy ban nhân dân xã, và Trịnh Xuân Nam, công chức địa chính xã, vận động 26 hộ dân trên địa bàn xã xác nhận đất của hộ gia đình mình được giao cơ bản lâu dài để được bồi thường, hỗ trợ và nộp lại theo tỷ lệ cho xã. Số diện tích đất trong dạng này lên tới 12.000 m2. Với những chứng cứ thu thập được, ngày 9 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Ngọc Gấm. Ngày hôm nay, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh, chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã tạm ngưng tiếp nhận rác thải từ thành phố Đà Lạt về nhà máy để xử lý. Việc ngừng tiếp nhận rác bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 6. Nguyên nhân dẫn đến việc nhà máy ngừng tiếp nhận rác là do phía Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt không thanh toán chi phí xử lý rác cho đơn vị từ tháng 4 năm 2024 đến nay. Do đó, đơn vị không đủ kinh phí để duy trì hoạt động nhà máy xử lý rác. Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt cho biết, lý do của việc dừng thanh toán chi phí xử lý rác là vì qua kiểm tra, công ty chưa xử lý phần khối lượng tách lọc làm nguyên liệu phân vi sinh. Bên cạnh đó, vẫn còn khoảng 300 tấn rác đang để tạm bên hông nhà máy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và thành phố Đà Lạt xem xét đề nghị thanh toán chi phí xử lý rác của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh. Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường hiện đang hoạt động với công suất xử lý bình quân 350 tấn rác ngày đêm. Mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý trên 200 tấn rác cho thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.